chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Ngắn Cần TV. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Hiện tại thì tôi đang cùng với đệ tử của tôi Tài Lộc Tâm Linh có cái kênh đó. Một lát đệ tử tôi trả lễ trong ông tự quý vị, một lát thì tôi thì trả lễ trong sân ở trong cái khu nghĩa địa đó. Thì hai chị trò tối hôm nay với cái lòng thành kính đường xã xa xôi trở lại cái khu nghĩa địa này để trả lễ thứ nhất, thứ hai xin lại cái lộc cái tài mới cho quý vị tham khảo ngày mai ha, là ngày 13 tháng 11 năm 2022 của đài công ty sổ số Kiên Thiết, Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt, miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Thì tài lộc hôm nay trên kênh thì tôi có xin cái lộc lớn là còn 236, nhưng tiếc là ông Sơn cũng linh thiêng không có giật về cái lộc lớn, mình ăn cái lộc nhỏ còn 36, mình ăn cả năm bắc quý vị đó. Do cũng xin chúc mừng anh chị em nào có được cái lộc của ông Sơn. Rồi thì số về tâm linh thì tôi đã nói rất nhiều lần quý vị, quý vị tham khảo xem vị trí cho vui, rồi tìm mua những tài sản đó. Rồi thì một lát giao trả lễ ha, tôi sẽ cầu lại cái lộc cái tài mới cho quý vị tham khảo. Thì anh chị em nào tin tưởng cái tâm linh của thầy trò tôi làm thì quý vị cứ việc ha, lấy lộc lấy tài tập trung trên các kênh cũng như của tôi, Tâm Linh TV, Dân Trần TV, Tài Lộc Tâm Linh đó. Rồi cũng mong những cái đây của thầy trò tôi đến sẽ mang đến cho quý vị cái niềm vui cũng như cái tài cái lộc mỗi ngày, ai cũng có được cái đồng ngân để trang trải cuộc sống gia đình. Thì cái động lực lớn nhất của thầy cho tôi đó chính là được cả quý vị thương mến. Ai đang xem video, ai chưa like, mọi người cho xin một like. Ai mặc quá quý vị. Hiện tại đây trong nghĩa địa nha. Ai chưa có đăng ký kênh thì bên góc tay phải màn hình điện thoại quý vị có chữ đăng ký màu đỏ. Tất cả quý vị bấm vào chữ màu đỏ đó để những video của tôi đăng lên sẽ thông báo về mãi cho quý vị. Ai muốn xem thì xem, không xem thì lướt qua. Hiện tại thì thầy trò tôi trong nghĩa địa không tiện xưng tên ha, tôi xưng tôi thì cũng mong quý vị hoan hỷ cho tôi ha, xưng tên rất là nguy hiểm quý vị đó. Rồi thì bây giờ không nên tên tin nữa, tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo tôi tiến vào bên trong ngôi mộ của ông Sơn, ông Nguyễn Thành Sơn quý vị ha. Thì đây là mộ của bà Lê Thị Hai quý vị, bà Hai linh thiêng lắm nha. Đó thì hiện tại thì mình để cho bà Hai nghỉ ngơi đi quý vị ha. Thì tôi đang xin mộ của ông Nguyễn Thành Sơn, thấy không? Thì có đi ngang đây, con có đi ngang đây bà Hai ơi, bà độ cho con tới đêm nay cầu được cái lộc cái tài ha, để con cứu nhân độ thế, giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Nay con có đi ngang đây ha, bà Hai cũng độ cho con đó. Con xin phép con đi vô. Kính đại đặt tay như chặt thần vào nguồn cảnh, chứ vị dâm linh của bác ông bà chiến sĩ chặn dòng nơi đây, hương linh của Nguyễn Thành Sơn. Hôm nay thiệt làm tính chủ tôi đường xa xa xôi quay trở lại đây để trả lễ với cái lòng thành kính, cầu lại cái lòng cái tài mới, xin ông gia hộ độ trì cảm ứng chứng minh cho cái lòng thành của con, xin được cái lòng cầu được cái tài để con cứu nhân độ thế, giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thì chúc mọi quý vị, đây là ngôi mộ của ông Nguyễn Thành Sơn, sinh năm 1960, từ trần vào ngày 9 tháng 5 âm lịch năm Quý Hợi 1983, hướng dương 24 tuổi quý vị. Hôm nay ông cũng ban cho mình được cái lộc tài nhỏ là con 36, mình ăn cả nam trung bắc luôn đó. Thì bây giờ đây là cái đầu cúng quý vị, qua bỏ lại nha. Bây giờ mình chọn xuống quý vị, giờ mình thỉnh độ mấy lần ha.
Rồi thì bây giờ đồ thì cũng đặt thịnh lên hết rồi quý vị. Đó. Rồi để tối nay coi ông Nguyễn Thành Sơn ban cho cái lòng cái tay gì, ngày mai quý vị tham khảo nha. Giờ thì tôi xin phép làm cái lễ. Giờ này thì quý vị cũng thấy 11 giờ rưỡi rồi, thấy không? Gần 12 giờ quý vị thấy. Rồi. Quý vị thấy có cái kênh YouTube nào mà như thầy trò tôi không? Đi xuyên đêm luôn quý vị. Trời ơi, vì ra mấy bà không thương nữa, mấy bà coi mấy bà còn chửi hoài thiệt buồn chứ. Rồi thì tôi xin lặp lại một lần nữa, ai tin tưởng cái tâm linh của tôi làm thì anh chị cứ việc tham khảo ha, xem giải trí cho vui rồi cầu may mỗi ngày mua những cái tờ vé số ha. Rồi tất cả quý vị cùng nhau khắn với tôi nha, chưa đủ đủ nha quý vị. Ơi, mệt dữ à, vô đây mệt dữ lắm, mệt quý vị kỳ vậy đó. Âm khí trong đây nặng dữ lắm là nặng nha, bà giận mà. Yếu yếu vô đây mệt lắm á. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh, chứ gì thần linh kêu hoàng tại đất này, dòng linh của bác ông bà chiến sĩ chẳng dòng nơi đây. Già trẻ lớn bé, trai gái, chức quan chức ích, chức tích đức tự, con không biết tuổi biết tên. Hôm nay thiền nam tín trụ con có duyên quay trở lại phần mộ của ông Nguyễn Thành Sơn, sinh năm 1960, từ trần vào ngày 9 tháng 5 âm lịch năm Quý Hợi 1983, hưởng dương 24 tuổi. Sinh ông tối đêm nay suối chân lập bước về đây thụ hưởng hương khói cũng như những lời dặn dân lên chảy cây tươi bảnh dĩ tiền, còn cái chi ông về nhận dùm cho con. Cầu xin gia hộ được trì cho lòng thành kính của con tối đêm nay, xin được lộc, xin được cái tài, con cứu nhân độ thế, giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Năm nén hương đã thắp đèn đã sáng dịu con nào đó, kính thỉnh ông suối trắng là bước về để chạy dùm con hộp gà dùm về số từ 0123456789, con số nào chạy dùm con đứng hộp gà bên dưới. Nay con đến đây con trả lễ với cái lòng thành kính, có cái chi ông thụ hưởng nhận dùm cho con ha. Cầu xin cảm ơn chứng minh cho lòng thành của con, xin được lòng cầu cái tài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi nhân dịp mới làm xong cái lễ rồi quý vị, mình để trong hưởng thụ hương khói đi. Cũng bởi cơ máu gạo tiền ép tôi thành một diễn viên giới đời, ai mà chẳng muốn thảnh thơi, ai mà chẳng muốn ngồi chơi cũng giàu, mấy ai thấu hiểu được đâu cả ngàn áp lực đằng sau nụ cười. Quý vị biết cái người làm nghề như tôi, người ta làm sao tôi không biết. Trời ơi, cái gì vậy trời? Nhưng mà tôi làm cái gì số mà về không như mà tôi còn mong muốn á. Nói chung tôi cũng rất là buồn. Thế có mong quý vị quan hỷ cho tôi làm nghề, tôi cũng mong cái tài cái lộc nó về đúng ngày đúng giờ để mang đến cho quý vị cái tài cái lộc trong nước ngoài nước, ai cũng được vui vẻ. Thì cái động lực của tôi đó chính là được tất cả quý vị thương mến. Anh chị em nào thích xem thì xem video, còn không thích thì mình lướt qua nha. Nó mệt, mệt dữ lắm, mệt quý vị. Ai ơi, do mình đã cho ông về nhận hương khói chúc quý vị và nhận sinh cho quý vị nha. Ai ơi, đây đệ tử tôi đây. Có hai người trò đi quý vị. Tài lộc Zalo Gia Heo hôm nay nói chung thì mình cũng gật gỡ quý vị, mình ăn được ngay cái đầu miền Bắc con 73, thì số thì nhân sinh, thì trên Zalo thì nhân chốt Nam Bắc.
anh chị em nào đâu cũng tham khảo đó, sổ sinh trong ngày thì Zalo thì Nhân cũng tặng miễn phí thôi, quý vị cũng không có mà thu phí với cái mọi hình thức gì. Anh chị em nào ai muốn cầu riêng những cái lọc tôi xin riêng tham khảo thêm thì cứ mạnh dạn kết bạn vào cái số Zalo của tôi nằm ở bên góc tay trái nè quý vị, màn điện thoại quý vị bên góc tay trái nè là cái số Zalo của tôi. Thì anh chị cứ mạnh dạn kết bạn vào, muốn cầu cái lọc cái tài riêng tham khảo thêm nữa thì cái việc nhắn tin cho tôi thì tôi thấy tôi sẽ gửi tặng cho rồi tham khảo. Có lọc có tài trả lễ nhang đèn thì tùy tâm quý vị phát tâm ha. Rồi đây nhang số 1 hoan rồi quý vị ông cũng về thụ hưởng rồi. Bây giờ tôi xin chạy hộp gà, con xin ông gia hộ độ chi chạy hộp gà cho con chạy 3 vòng hộp gà dừng về số từ 0 đến 9. Con số nào ông cho ông dựng đứng chứng lên số 0, số 1, số 2, số 3. Số 4. Nam mô A Di Đà Phật. Dòng linh của ông bà hiện diện ngủ tại đây, ông linh con Nguyễn Thành Sơn chạy dùng con hộp gà. Anh em con đến đây không bị phá gì. Xin lộc xin tài. Số 5 ông ơi. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Rồi thì sau một vòng chạy quý vị, cái trứng gà vẫn chưa có đứng nha. Thì tôi đổi hộp gà, tôi chạy ra vòng thứ 2 quý vị. Con chạy vòng thứ 2 con bắt đầu lại con số 0 ông ơi. Ông có sự hiện diện ở đây, tôi chạy giùm con. Hộp gà đứng lên. Con chạy con số 0 lại nha. Con chạy lên số 0. Số 1. Số 2. Này còn đến đây còn trả anh lễ. Xin ông cảm ơn chứng minh. Số 3. Trời ơi. Số 3 đứng cái gì? Số 3 thì cho ông chạy lên số 3 nè. Số 3 ông ơi. Số 3. Số 3 đứng là chạy lại không đứng cái gì. Thì nhân chỉ lấy những con số đứng thôi. Cho con đứng lên, cho con gà lên, con chạy tới số 4. Ai ơi. Số 4 dục xuống đứng liền luôn cái gì. Đây quý vị thấy cái trứng đứng nha. Rồi thì ông linh tiên chạy được con số 4 rồi, để ông cho mình con số gì nữa ha. Để nhân gián cầu. Mệt quá quý vị ơi, xích miếng dầu vô cái tay ơi, cho miếng dầu nữa để ơi, hết nổi rồi. Ông linh thiên chạy đường số 4 rồi quý vị. Dạ tôi lấy con số 4 lên tôi chạy tiếp nha. Chị muốn xin lấy số 4 chạy tiếp ông ơi. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Chín ông ơi. Chín dùng những số chín này.
Chạy vòng thứ ba quý vị, nhất quá tam nha. Ông Linh Thiên á, rồi còn chạy lại cái vòng thứ ba. Con số nào ông cho con đặt cái chính, chúng chính xác. Ngày mai nổ gực gỡ, Nam Trung Bắc con quay trở lại con trả lại cho ông. Mô Di Đà Phật. Lên số không ông ơi. Rồi vừa mới thổi bồ vô quý vị cho đứng số không liền ghê thiệt chứ. Rồi thì dân chạy được số 4 dân số không quý vị, thì bây giờ tôi lấy cái chứng số không lên ha, xin cái lộc cái tài lớn mình cầu may mắn quý vị, biết đâu à ông Linh Thiên à, ban cho mình cái lộc lớn thì mình hưởng lộc lớn, còn có lộc nhỏ thì mình hưởng lộc nhỏ quý vị. Bây giờ tôi lấy, tôi chạy tiếp luôn cho con lấy chứ không chạy tiếp à, có lớn ba càng thì con chạy tiếp để chứng xuống đứng là liệt số 2 số 3 số 4 số 5 số 6 số 7 số 8 số 9 số 9 rồi thì sau 3 giờ mà chạy quý vị, thì ông Linh Thiên ông ban cho cái lọc nhỏ thì mình lấy cái lọc nhỏ quý vị ơi, có đỡ hơn không nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chốt cho quý vị cái lọc cái tài này, tài phần màu của ông Nguyễn Thành Sơn Hương Dương 24 tuổi, hôm nay trả lễ con 36 à, tôi xin lại là cái lọc là con 40 quý vị, con 40 nha. Đó. Rồi thì anh chị em nào muốn cầu cái lọc lớn ha, ba con ba càng thì cứ ghép cái thứ tôi vô ha, tôi thứ ba quý vị lấy con 340 con 304. Tại vì số mà quý vị có âm có dương thì tôi không có viết ra ha. Đó. Thì bây giờ tôi chỉ viết con số 40 thôi. Thì anh chị em mình tham khảo thì mình tự mình biết ha. Ngày mai quý vị tham khảo cho Kiên Giang, ha, Tiền Giang, đây, Đà Lạt, đó. Miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Rồi ngày mai ông Linh Thiên sắp về miền nào tôi trả lễ miền đó nha quý vị. Con 40 ngày mai là ngày 13 tháng 11 à, năm 2022 lụm đó. Đây ngày tháng có ghi rõ như thế này quý vị thấy, ngày 13 tháng 11 à, năm 2020 tại mộ của ông Nguyễn Thành Sơn, ông ban cho cái lọc là con 40. Rồi trời ơi nó mệt quý vị ơi. Rồi cũng mong cái tài cái lọc này ha, à, tại phòng mộ của Nguyễn Thành Sơn ha, cầu xin ông Linh Thiên cảm ứng chứng minh cho cái lòng thành của tôi ha, được xa xa xôi cực khổ quý vị à, tôi cũng mong à, được cái gì dông linh ông bà đây cảm ứng chứng minh cho, sắp về con 40 ngày mai gặp gỡ Nam Trung Bắc tôi quay trở đây tôi trả lễ. Còn bây giờ thì anh chị em nào đang xem, ai chưa like mỗi người xin một like, ai chưa chia sẻ thì chia sẻ cái clip tôi lên cho người thân bạn bè mình cùng xem, Facebook, Zalo, Yahoo gì đó ha. À, sau những giờ làm việc mệt mỏi quý vị đem cái kênh tôi ra xem giải trí cho vui cũng được, rồi tìm mua những cái tờ vé số cầu may mỗi ngày. Xin chúc toàn thể anh chị em cô bác ngày mai trên kênh Nhân Trần TV, Tâm Linh TV ai cũng có lòng có tay. Xin chào và hẹn gặp lại.